Ôi, rất đáng tiếc. Suýt chút nữa thì bóng đã chạm xà rồi. Vẫn chưa được. Không hề dễ một chút nào cả. Cố lên nào. Ăn đây nào. Tập trung vào đây nào. Cố lên nào, cố lên nào. Vẫn chưa mà. Chưa vào, trời ơi. Sao bây giờ, cố lên, cố lên. Hết giờ. Cố lên nào. Ok. Lơ đơ. Đúng là đập tan thật. Đúng rồi đấy. Tôi với bạn cùng lần. Rất xuất sắc, xuất sắc. Xin chúc mừng. Như vậy là Nguyên Mạnh của chúng ta đã rất xuất sắc, giành 150 điểm tuyệt đối trong trận đấu này. Yeah. Chính xác. Ba, xin mời Xuân Mạnh lên đây. Rồi, ok. Xin mời Sĩ Minh. Lần thi đầu tiên thì anh Lương được bao nhiêu điểm nhỉ? Chưa được điểm nào. À, chưa được điểm nào. Vâng, và hy vọng
mọi thứ sẽ khá hơn với Thành Lương trong lần này. Cố lên, cố lên. Làm mẫu nào. Vâng, 4 quả bóng vàng. Xả ngang này, ăn thua gì. Cú thứ 3. Nhẹ quá. Ban tổ chức có khi cho thêm thời gian cho Thành Lương nhá. 2 phút có khi chúng ta chưa đủ đâu. Cố lên nào, cố lên. Cố lên. Chưa được. Chạm cột sau. Cố lên Thành Lương ơi, cố lên, cố lên. Cố lên nào. Vẫn chưa được. Từng là một kèo trái nỗi ám ảnh của hàng hậu vệ toàn Đông Nam Á. Không chính xác, trời ơi. Ăn một quả đi cho các em nó noi gương. Cố lên nào. Chính xác nhá. Hết giờ. Em nghe anh, trời ơi. Bây giờ sẽ là phần thi của Nguyên Mạnh. Đây là một anh chàng thủ môn. Mà thủ môn thì các bạn biết đấy, chân thì không hay bằng tay đâu. Nhưng mà hãy cùng xem Nguyên Mạnh của chúng ta thể hiện với cái trò chơi tầng 12 điểm chạm là như nào. Cái này sượt đường, cái này sượt đường, cái này sượt đường. Xuân Mạnh 22 giây, Nguyên Mạnh bao nhiêu giây đây? Thời gian cho thủ thành Nguyên Mạnh chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quá xuất sắc, quá xuất sắc. À, bây giờ tôi muốn bạn biểu diễn cho khán giả một chút. Là bạn tâng 12 điểm chạm, xem tối đa bạn tâng được bao nhiêu vòng. Ok không? Nhá. Xin mời. Wow. Quá xuất sắc. Không, bình tĩnh, bình tĩnh. 2 vòng, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Một thủ môn là có khả năng chơi chân và chơi các cái điểm chạm hạng 3 vòng. Ui. Ui. Làm thế này thì đến tối luôn à. 2000 years later. Năm vòng. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc.